Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một mẫu ngữ pháp mới trong ngữ pháp của N4. Và đó là mẫu ngữ pháp gì thì xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Như các bạn đã thấy trên màn hình thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cô, xô, à. Và phía sau đó là động từ. Chúng ta sẽ dịch là về như thế này, thế đó hoặc là thế kia. Cô, xô, à ở đây có dùng để bổ nghĩa cho động từ các bạn nhé. Và để hiểu rõ hơn mẫu ngữ pháp ngày hôm nay thì xin mời các bạn cùng đi đến một vài ví dụ. Như trên hình các bạn thấy đây là trong một lớp học nhảy và chúng ta có câu gì các bạn nhỉ? À, mite kudasai, kou suru to kirei ni narimasu yo. Hãy mite kudasai, kou suru to kirei ni narimasu yo. Câu này có nghĩa là gì các bạn nhỉ? À, xin hãy nhìn tôi đây, nếu mà bạn làm giống như thế này thì sẽ trở nên đẹp đó. Và ở đây các bạn thấy là chữ cô ở đây sẽ bổ nghĩa cho động từ suru ở phía sau các bạn ha. Nếu mà làm như thế này. Chúng ta cùng đi đến ví dụ tiếp theo. Như trên hình các bạn thấy đây là cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân. Thì người bác sĩ đã nói gì các bạn nhỉ? Hay cô ra đây này bài quá, renraku shite kudasai. Trong trường hợp mà chị không thể đến được thì xin hãy liên lạc với tôi. Và người bệnh nhân đã nói là hay so shimasu. Vâng, tôi sẽ làm như thế. À, so shimasu. So ở đây cũng có ý nghĩa là dùng để bổ nghĩa cho động từ shimasu ở phía sau. Chúng ta lại có tiếp tục một ví dụ. À, như trên hình các bạn thấy đó là người thầy đang chỉ cho học trò. Ngay người học trò đã hỏi là hay kore wa kanji de dou kakimasu ka? Kore wa kanji de dou kakimasu ka? À, cái này thì nếu như mà viết bằng kanji thì sẽ viết như thế nào vậy thầy? Kô kakimasu, hả? Hãy viết như thế này nè em. Như vậy thì cô ở đây có ý nghĩa là dùng để bổ nghĩa cho động từ kakimasu ở phía sau. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, xin các bạn hãy liên lạc lại với chúng tôi, đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và gửi lại phản hồi cho các bạn. Và các bạn ơi, đừng quên đích vào link bài tập ở phía dưới để làm bài tập các bạn nhé. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn làm đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Mata kondo onegai shimasu.